XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào quý vị khán giả Quỹ Channel. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các anh em một cỗ máy đếm giờ mới của Citizen. Một chiếc đồng hồ sang trọng lại sở hữu một tông màu nền đen bóng rất cuốn hút. Hãy cùng đánh giá nhanh chiếc Citizen NH7514-59E. Đầu tiên hãy cùng đi từ ngoài vào trong trước nhé. Cũng giống như là nhiều chiếc wristwatch dây kim loại khác thì lớp vỏ của chiếc Citizen này không có quá nhiều sự khác biệt. Vẫn là một phần benzen hơi nhô lên một chút so với phần case. Dù vậy thì phần benzen này nhìn có vẻ dày hơn và đây là điểm mà cá nhân tôi chưa thực sự ưng ý lắm. Như các bác có thể thấy, đây là phần benzen khi mới nhìn qua sẽ cho thấy hơi to bất thường bởi vì trông lệch so với hai giải mạ PVD chạy song song ở phần dây. Nếu như ở phần niềng này mỏng đi một chút hoặc là hai giải mạ vàng kia được làm mà dày hơn thì tổng thể chiếc đồng hồ sẽ đồng ngộ và hợp lý hơn. Đi sâu hơn vào phía bên trong thì ta sẽ thấy phần rìa sát chân mặt kính là phần đánh số 5, 10, 15 cho đến 60 cùng các vạch chia phút nhỏ. Đây là một điểm mà tôi đánh giá rất cao vì việc đưa các vạch chia phút ra khỏi các mốc giờ giúp cho phần trung tâm còn ít chi tiết hơn, tránh gây hiện tượng rối mắt. Và vì thế phần trung tâm sẽ có nhiều không gian hơn dành cho các cọc số mạ PVD vàng và nhất là phần đánh vân guliche sần phía dưới. Phần mặt nền này có tông màu chủ đạo là màu đen, đây là màu mà cá nhân tôi ưa thích nhất. Nhờ bộ vân guliche độc đáo mà phần mặt luôn sáng bóng và có hiệu ứng ánh lên khác nhau khi mà thay đổi góc nhìn. Nhìn qua thì thấy giống như là một dải sáng tỏa ra từ phần trung tâm, trông rất cuốn hút phải không ạ? Các cọc số chỉ giờ là các số La Mã được làm góc cạnh cổ điển màu vàng kim. Bên cạnh đó thì vẫn là sự xuất hiện của ô lịch thứ và ngày ở vị trí góc 3 giờ quen thuộc. Chính giữa mặt số thay vì một bộ kim dolphin sắc nhọn lại được lựa chọn là một bộ kim mỏng và thon hơn, vì vậy sẽ không có dạ quang cho các anh em. Tuy nhiên thì nhìn chung thì với cá nhân tôi vẫn cảm thấy khá ưng với phần mặt này của chiếc Citizen. Tông màu của phần mặt mang lại sự nam tính và nổi bật cho người đeo. Và đây là phiên bản màu đen và bên cạnh đó thì còn một phiên bản khác có màu nền là màu trắng. Thì tổng thể có phần hài hòa hơn nhưng lại không được nổi bật như là bản mặt màu đen này. Với một điểm đáng chú ý đó chính là không thể không nhắc đến trong chiếc Citizen này được trang bị mặt kính sapphire chống sẩy cao cấp, thách thức hầu hết mọi va quẹt hàng ngày của chúng ta. Đó chính là về phần thiết kế, còn với cỗ máy bên trong thì sao? Chiếc Citizen này sở hữu một bộ máy kinh điển Caliber 8200 với tần số động là 21.600 nhịp trên giờ, 21 chân kính và đây được xem là tiêu chuẩn của Citizen được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1975. Đến nay đã được hơn 30 năm mà dòng máy này vẫn chạy rất ổn định. Size số vẫn là ở mức cơ bản từ trừ 10 đến cộng 20 giây trên một ngày. Máy này được sản xuất tại nhà máy Miyota nổi tiếng của Citizen nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là độ bền của cỗ máy này. Đó là tất cả những trải nghiệm và những đánh giá đầu tiên ban đầu của cá nhân tôi về chiếc Citizen này. Có thể nói với mức giá không quá cao lại có một thiết kế sang trọng cùng với một cỗ máy cơ do chính Citizen tự sản xuất lại được lắp ráp kính sapphire chống chảy thì đây thực sự sẽ là một lựa chọn rất tốt cho các anh em đam mê đồng hồ. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức giá cũng như là những thông tin cụ thể về sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào link sản phẩm ở phần mô tả video và cũng đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!